Rồi, xin chào tất cả bạn ha. Mình là Tuấn Làng Hàng Đài. Thì cách hôm mà không có lên cái video nào hả bạn? Tại vì bận công việc. Thì hôm nay mình lên cái video của mình có 3 cây thôi bạn. 3 cây lên giao lưu với bạn chơi. Cây thứ nhất là bữa nay là mình lên cây toàn là bay đổ không bạn? Đó. Đây cây đầu tiên trước mắt các bạn là một cây cần thăng. Dáng này thì gọi đúng thì nó là dáng bay các bạn ơi, chứ không có tính giờ dáng đổ được. Đó, một cây dáng bay phơm đây nè, lắc lượng đẹp cực kỳ nha các bạn. Cái ngắn này là có cái cũ rồi. Một tí xíu nữa mình sẽ đo lại cái hoành cũ cho các bạn xem ha. Đó, cây cực kỳ là duyên dáng. Cũ cần thăng này thì cũng già rồi. Về các bạn nuôi 1-2 tháng nó bắt đầu là cái da này nó lên cớm nha các bạn. Đó. Và cái cây số 2 á, xíu nữa mình lên á, nó lên da cớm hết rồi. Nói chung là ra mấy cây này không gài là mình không có ra nắng nhiều nên nó không có lên cớm nhiều nữa nha các bạn. Cây nào cây nấy cũ cũng già hết rồi. Đó, phơm tàn thì mình bắt sẵn hết rồi nè các bạn. Đó. Bay mà nó cũng đổ đổ rồi, nhưng mà cái này gọi đúng hơn là bay thôi. Chứ cũng không phải là bán đổ, rồi bán đổ được không các bạn? Rồi, nó cây thì cực kỳ là duyên rồi. Cây này nếu mà gọi thành phẩm thì cũng không đúng, không đúng lắm. Đó, nhưng mà cây này vừa chơi vừa nuôi tai tán này lại nè, tai tán bắt hết rồi đó. Đây mình nuôi già lại chơi thôi các bạn. Để bàn, đó, nó nằm trên một cái chậu tàu nha các bạn. Cây cực kỳ. Đó. Cây này về để bàn anh em sưu tầm chơi mini thì khỏi bàn nữa các bạn. Còn mình nói là khỏi bàn thôi, chứ còn bàn đẹp xấu thì đó là tùy anh em chơi cảm nhận thôi. Đó. Cây duyên dáng nha các bạn. Đó, cây này mình đã vô dây nè. Đó. Thì khoảng vài tháng thì ra nước dây này thì cây nằm phơm này rồi. Đây cần thăng thì mình kéo nó cũng không có trả phơm nha các bạn. Đây cây thì cực kỳ. Để mình lấy cái để mình đo cho các bạn xem tham khảo cái kích thước nó sơ sơ nha các bạn. Đây để mình đo hoành cái củ chỗ này nè, củ chỗ này tròn do nó có duyên lắm mà thân thì lắc lượng thì nghệ thuật lắm nha. Đây cái củ ở chỗ này nó là 14 nha các bạn. Thân hoành thân của nó hiện giờ là được 6. Đây chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đây đi là nó được 22 nha các bạn. Đó, cái tán bay nó ra là 39. Đó, cây thì chuẩn để bạn chơi. Cái này thích hợp bạn chơi cặp với cây số 2 nha các bạn. Đó. Rồi thì ở đây có con cò nè. Giọng cảnh nó cũng thơ mộng, nó cũng tình tình nha các bạn. Thì bạn nào có giao lưu có cần mình đắp riêu trên cái mặt này á, thì cứ yêu cầu mình đắp riêu xong rồi mình gửi đi cho bạn trang trí cho nó sạch chơi chơi nha các bạn. Đó. Rồi thì cái này bạn nào muốn đắp thì cứ liên hệ cho mình nha. Đây này cái củ dưới đây nè. Hai củ chân thì nó giống cái này, nó giống như cái mông. Giống cái mông người phụ nữ các bạn. Tùy trí tưởng tượng nha. Đó, cái này tưởng tượng ra thì cũng nhiều cái lắm, đủ thứ luôn nha các bạn. Rồi cây này thì mình nếu mà các bạn mua một cặp á, thì mình tính nói hơn. Còn bây giờ một cây á, là 500k. Mình bao luôn phí ship nha các bạn. Đó, chỉ 500k. Mình bao luôn phí ship tận nơi cho các bạn. Bạn nào cần đắp riêu thì mình đắp lại cho. Rồi mình xuống cây số 1 ha. Bạn nào cần thì cứ nói cần thăng clip ngày nào cây, ngày nào bạn xem cái clip nào thì bạn nói với mình cái ngày. Tại vì mình lên điều điều ngày mà có khi nhiều cái mình cũng không nhớ. Rồi cây thứ hai trong cái video clip ngày hôm nay đó cũng là một cây cần thăng, dáng này dáng là bán đổ nha các bạn. Đó, cây đổ dài xuống này, như cái dòng thác vậy. Trên đây có con cò ở đậu trên thì cái nếu mà phó nhẹ một con cò gì mình thấy nó cũng có duyên ghê đúng không ạ. Giống như cái cảnh dòng suối, trên dòng suối thì nó có một con cò. Đó. Đây. Đó,
lá cần thăng là nó gì nè, nó đổ xuống như dòng nước nha các bạn. Nó mường tượng ra thì nó đẹp cực kỳ. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ duyên dáng. Các bạn thấy rõ không nha? Đó, để mình kéo cái máy quay ra xa xíu nha. Đây. Đó. Nhìn là như muốn cũng không giáp ha các bạn. Đây, đó. Đây là để mình thu cái máy lại coi cái tán đổ nó xuống á. Rồi gì chắc mấy bạn các bạn dễ thấy hơn ha. Đó. Rồi ok nha. Đây cái cũ đây nè. Đó, mình đã có phối một cục đá rồi. Bạn nào có giao lưu muốn tầng mình đắp riêu thì mình sẽ đắp riêu lên cho nó dòm nó đẹp, nó sạch cây nha. Đó. Cây này thì cũng như cây kia mình đắp tay tán đồ lỡ hết rồi. Ở đầu video clip mình có quay chung hai thằng á. Hai thằng này mấy bạn muốn chơi một cặp. Cặp này thì nó cũng không cân đối, không có giống nhau hoàn toàn, nhưng mà vô một cặp là được nha bạn. Nó mỗi thằng thế này, thằng thế kia. Thằng này nó cái thằng số 1 thì nó hơi chật. Đó, một đôi phu thê cũng được. Tùy để bạn chơi thôi. Đó, thì cây này nó đã lên da cớm rồi nè bạn. Như nãy mình nói với bạn nè. Đây, da cớm này mà các bạn mà có nắng á, nó lên da cớm còn dữ nữa nha các bạn. Tại vì cây này hôm nay là mình để trong mát. Đó, cũng có con cò y gan thằng kia luôn. Tay tán bắt gò hết. Rồi để mình đo cái thông số cho các bạn xem ha. Đây, giờ mình sẽ đo cái chỗ cái củ nu này trước nha các bạn. Là 12, cái củ này là 12 nè các bạn. Thân này thì nó nhỏ các bạn ơi. Thân này có hoành nó có 5 cm nè. Đó. Cái này thì đo cái tán đổ này thôi. Nó là 40 nha các bạn. Đó, chiều dài cái tán đổ là 40. Đó, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới thằng này á, thì nó là 8 cm nha các bạn. Rồi thì cây này mình xin giao lưu với tất cả các bạn là 600k. Mình bao luôn phí ship. Đó, bạn nào thích thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Đó, nếu mà mấy bạn mua luôn một cặp á thì mình sẽ tính là 1 triệu. Mình bao luôn phí ship. Còn mua lẻ thì cây này là 600, cây số 1 là 500. Rồi mà theo mình nghĩ các bạn nên nếu mà có thích á thì mua một cặp chơi nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Rồi thôi mình cũng xuống, xin xuống cây số 2 ha. Rồi cây cuối cùng, cây số 3. Nó kèm vô cây nhỏ nhỏ chơi các bạn ơi. Đây, một cây hồng ngọc mai. Ở cái hộp quẹt để mình sao kích thước đâu rồi ta. Rồi để mình mở gần lại cho. Đó, có thấy gần ngọc mai ha. Đây. Đó, một cây hồng ngọc mai cũng này là bán đổ thôi. Đó, bạn nào chơi thì bo cái dây vô đây, nếu mà chơi đổ ôm chậu bỏ dây vô đây mình sửa cho nó xuống nó ôm ở đây nè, đưa qua là cũng duyên cực kỳ. Đó, thì tùy mình thích để cái phân cao cho nó đổ kiểu này cũng được, đổ ôm chậu cũng được nha các bạn. Nhỏ, cây này cỡ ngón út của mình thôi. Phân tàn có nè. Đó, bạn nào chơi muốn vô dây bắt cái tàn này lại cũng được, mà để gì mình con tàn mình chơi cũng được nha các bạn. Đó, tại vì mình chưa có chọn được là nó ôm chậu hay nó nằm dày. Đó. Thì cây nó bản thân của nó là đủ treo. Đó, đúng của nó là đủ treo đúng không bạn. Đó, nó đưa lên gì nè, giống như cái cây thiên nhiên mà nó lên tới đây là nó bị gãy nè. Đó, cực kỳ nha các bạn. Rồi thì cây hồng ngọc mai mã số 3 này mình xin giao lưu với tất cả bạn là 350k, đã bao gồm phí ship nha bạn. Tất cả các cây của mình giao lưu thì mình ship luôn cái chậu cho các bạn. Đó, cây cực kỳ là duyên dáng nha. Cây này anh em là hồng ngọc mai thì cũng ít ai làm cái dáng này nha các bạn. Đó, đổ treo. Quái là quái già cây sẵn rồi. Rồi 350k mình bao luôn phí ship. Bạn nào thích thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi thì cũng sẵn đây á, tất cả bạn xem cái kênh của mình mà có thấy thích á, thì cho mình xin một lượt đăng ký. Thứ nhất là để bạn có thể theo dõi những cái video
mình mới ra thì mình nó sẽ thông báo cho các bạn biết ha. Cái thứ hai là để các bạn ủng hộ tinh thần để mình có cái động lực để mình làm thêm những cái video quay cây rồi lên giao lưu chia sẻ các bạn chơi ha. Rồi thôi mình cũng xin dừng cái video ngày hôm nay ở đây. Rồi xin cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi cái video của mình ha. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả bạn.